Chuyện tình đó đúng chẳng như mơ, đúng em là một con khờ. Đã lao đầu vào để mà yêu anh, để giờ nghịch cảnh thật cắt cớ. Đó là anh quen con nhỏ bằng em, tình cảm chúng mình anh đem ném. Anh dồn em vào là con đường cùng, ở trong một con hẻm tình mà anh tạo ra là tình tay ba. Anh chọn nó trong khi anh biết nó là bạn em mà, tại sao anh lại đi chọn nó? Tình cảm đó em là người sai, bởi do chính anh đã sắp đặt. Những anh trà sữa quen con bằng em, chia giờ để tim đau bút thắt. Khỏi thắc mắc cũng chẳng dài dòng, thì em cũng hiểu ra lý do. Đó là tại sao anh lại bỏ em để mà anh lại đi chọn nó. Chắc có lẽ vì nó hơn em.